Ok, xin chào tất cả các em. Hôm nay ta lại nói về một cái trường hợp tiếp theo của cái thì cái câu tường thuật. Và ở đây thầy cung cấp chúng ta cái phần về các trường hợp không lùi thì khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp. Thì ở đây chúng ta có một số trường hợp. Trường hợp thứ nhất là diễn tả một cái sự thật hiển nhiên hay những cái quy luật của tự nhiên thì chúng ta sẽ không lùi thì. Ví dụ She said it is hot in summer. Trời luôn nóng vào mùa hè. Vậy câu này ta sẽ chuyển như sau. She says that is hot in summer. Ok. Như vậy ở đây hiện tại đơn thì xuống đây ta vẫn giữ thì hiện tại đơn. Ví dụ thứ hai, người ta nói rằng trái đất thì quay quanh mặt trời. Đây cũng là một cái quy luật của tự nhiên. Như vậy câu này chúng ta sẽ cũng không lùi thì và chúng ta sẽ chuyển là They said that the earth goes round the sun. Ok. Trường hợp thứ hai mà chúng ta sẽ không lùi thì đó là trường hợp mà có cái thời gian xác định. Và thời gian xác định ở đây người ta chỉ quy ước là in cộng với năm. Ví dụ ok, câu này là nó có in cộng với năm, như vậy câu này ta sẽ chuyển như sau. Ví dụ tiếp theo. Sets ta sẽ chuyển he says that he was Như vậy là cái trường hợp tiếp theo chúng ta không lùi thì. Đối với câu điều kiện loại 2 và 3 thì khi chúng ta chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp chúng ta cũng không lùi thì. Ví dụ như vậy đây là câu điều kiện loại 2. Và khi chúng ta chuyển thì chúng ta thay đổi tất cả thành phần khác trừ thì chúng ta không thay đổi.
Vậy là thì chúng ta không thay đổi nhé. Câu ví dụ của điều kiện loại 3. Trên là câu điều kiện loại 3 nhé, thì ta sẽ chuyển như sau. CSS C loans. New. Trường hợp tiếp theo, trong câu có các cái động từ, như vậy các cái động từ này trong câu trực tiếp thì chúng ta cũng sẽ không lùi thì. Ví dụ OK. OK. Trường hợp cuối cùng, đó là cái trường hợp mà thầy đã nói ở cái phần đầu của câu trực tiếp gián tiếp. Đó là khi các động từ tường thuật ở các thì hiện tại. Ví dụ như câu này, thầy nhắc lại ở cái phần này luôn. Câu này ta sẽ chuyển là she says she like pop music. Như vậy ở đây chúng ta chỉ thay đổi về chủ ngữ và cách chia động từ, còn lại cái thì chúng ta vẫn giữ nguyên. Đó. Như vậy là chúng ta đã xong cái các cái trường hợp mà chúng ta không lùi thì khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp. Các bạn theo dõi và nắm bắt cái cách để chúng ta khi chúng ta chuyển chúng ta không bị nhầm lẫn. Đây, chúng ta có một số cái cách như thế này. OK, như vậy là thầy vừa mới hướng dẫn chúng ta thêm một phần nữa, phần nhỏ lý thuyết nữa về cái cách chuyển câu từ trực tiếp sang gián tiếp. Cảm ơn.